Lúc này là bà phù thủy đưa cho nàng tiên cá cái đôi chân nè. Nhưng mà mất đi cái giọng hát, không có nói chuyện được luôn. Mỹ Ngọc. Dạ. Hôm mẹ chị dẫn em về đây thuốc vẫn còn, sao mới đây đã hết rồi? Em nói thiệt, chị hai đừng có la em nha. Có phải em đổ hết thuốc trong này không? Sao em lại làm như vậy? Em nói em lớn rồi, em tự biết uống thuốc một mình. Chị tin tưởng em, vậy mà em làm chị hai buồn thiệt luôn đó. Chị hai, em xin lỗi chị hai mà. Chị chỉ muốn tốt cho em, uống thuốc thì em mới khỏe được, mới mau hết bệnh được chứ. Em nói thiệt cho chị hai biết nha. Từ hôm về nhà mẹ của chị hai á, là em không có uống thuốc nữa. Hả? Mà mẹ chị hai không có biết đâu. Em lén lén nhả thuốc ra, nhưng mà chị hai từ bữa không uống thuốc nữa. Cái đầu của em nó nhẹ lắm, không có nhức đầu, không có nằm mơ thấy bậy bạ nữa. Em thấy em khỏe hơn nhiều lắm, nên là em không có uống thuốc. Bác để thuốc cho con cất cho, tới đúng giờ con sẽ cho Mỹ Ngọc uống. Con có quên đâu, bác yên tâm. Chuyện này bác làm mười mấy năm rồi, con cứ để cho bác. Bác sợ con quên cho em uống thuốc hả? Nhiệm vụ của con là chăm sóc cho Mỹ Ngọc mà, con sẽ không quên đâu bác. Không, không phải là bác không tin tưởng con, chỉ là bác cũng muốn làm gì đó cho Mỹ Ngọc, chứ mọi chuyện giao hết cho con. Bác sợ Mỹ Ngọc buồn và tưởng là bác không thương, không lo cho nó nữa. Thôi, con cứ để chuyện này cho bác nha. Dạ. Hay là anh đưa Mỹ Ngọc đi khám lại cho yên tâm. Cứ để đó mẹ lo. Từ nay, hễ thấy Mỹ Ngọc có bất cứ biểu hiện gì khác thường, con phải nói cho bác biết liền nghe chưa. Chị hai đừng có giận em xin lỗi mà. Không sao đâu. Thuốc của Mỹ Ngọc mình đã đổi rồi, mà sao chưa thấy có hiệu quả? Hay tại vì Mỹ Ngọc đã uống thuốc ức chế thần kinh của bà Thúy quá lâu rồi nên khó trị bệnh? Chào. Tôi có việc phải ra ngoài, anh đợi ở đây nha. Ê, đi đâu vậy? Cho tôi đi theo với. Anh có phải là cái đuôi của tôi đâu mà lúc nào cũng tò tò đi theo. Anh còn phải ở lại đây thay tôi giao tiếp nếu như có ai tới. Mà nhớ không được tự quyết định điều gì hết, nghe chưa? Tôi biết rồi, cho đi thôi, đi đi. Thuốc của Mỹ Ngọc có vấn đề gì hay sao? Là Thanh Vân nghi ngờ mẹ kế mình hại Mỹ Ngọc, hay là chính Thanh Vân giở trò đây? Không đâu, Thanh Vân sẽ không bao giờ làm hại Mỹ Ngọc, mình tin chắc điều đó. Mát quá à. Xịt nè. Chú Bảy chú Bảy tắm không? Con tắm cho. Ôi lạnh lắm. Tưới vô cây kìa, tưới vô cây kìa. Dạ. Con biết không, cây cối á, nó cũng giống như con người vậy đó. Nếu như mà mình chăm sóc nó, nâng niu nó, yêu thương nó, thì nó sẽ xanh tươi hơn, nó sẽ đẹp hơn, con biết không? Dạ. Vậy á, mỗi ngày con sẽ đều ra đây nói chuyện với chúng. Con sẽ nói là Mỹ Ngọc yêu thương chúng nhiều lắm luôn. Ừ. Chú Bảy,
Hả? Cái cây này á, nó có biết khóc không chú Bảy? Nếu mà mình không quan tâm nó, mình không nâng niu nó thì nó cũng sẽ khóc đó. Hả? Vậy là giống như mỗi lần mà chị Hai không có ở nhà chơi với Mỹ Ngọc, bỏ Mỹ Ngọc ở nhà một mình là Mỹ Ngọc khóc hu hu luôn đó. Đúng rồi. Ờ, vậy ngoan nha, Mỹ Ngọc thương nha. Đừng có khóc nha. Được rồi, Mỹ Ngọc thương. Mỹ Ngọc ơi. À, chị Hai về, chị Hai về. Chị Hai chủ tịch của Mỹ Ngọc về rồi. Mời chị chủ tịch vô nhà. Dạ, con chào chú. Dạ, thưa chú Bảy. Cô Thanh Vân về sớm vậy? Con làm việc ở gần đây, về để đưa Mỹ Ngọc đi khám bệnh. Hờ. Hả? Đi khám bệnh nữa hả? Em không thích đâu. À, tự nhiên cái buồn ngủ quá à. Nè, em phải khám để biết sức khỏe của mình như thế nào. Có khi bác sĩ nói em không cần phải uống thuốc nữa thì sao? Em biết mà, bác sĩ sẽ nói như vậy á. Nhưng mà bây giờ em buồn ngủ quá à. Thôi, đi vô, chị thay đồ cho em. Dạ, con đi nha chú. Kỳ quá, người ta đang buồn ngủ bắt người ta đi bác sĩ. Mỹ Ngọc ngoan nghe lời chị Hai nè. Bích Ngọc à? Ờ. Tôi nhớ bà nói anh bạn của bà là bác sĩ khoa thần kinh phải không? Đúng rồi bà. Gửi địa chỉ phòng khám cho tôi liền nha. Đừng nói với tôi là bà bị tâm thần rồi nha. Bậy bạ không à? Tào lao quá. Gửi cho tôi liền đi. Có gì nói chuyện sau nha. Ok bà, để tôi gửi cho. À, cảm ơn. Hôm nay chị sẽ dẫn em tới khám một bác sĩ khác. Bác sĩ rất là giỏi. Dạ. Bác sĩ ơi, sao chỗ bác sĩ không có bánh kẹo gì cho Mỹ Ngọc ăn hết vậy? Ở cái chỗ bác sĩ cũ của Mỹ Ngọc có nhiều bánh nhiều kẹo lắm á, vậy Mỹ Ngọc mới thích. Em ngoan nè. Thôi được rồi, lần sau để tôi chuẩn bị nha. Hứa rồi đó nha. Cảm ơn bác sĩ. Tình trạng của em ấy thực ra là ký ức bị ngủ quên. Đến một lúc nào đó, gặp phải một hình ảnh hay sự việc nào đó, bất chợt nó sẽ hồi phục. Thuốc men điều trị theo tôi nghĩ, nếu có uống thì cũng chỉ uống vitamin để bồi bổ cơ thể là được rồi. Đơn thuốc mà chị đưa tôi xem thì càng không có lợi cho thần kinh của bé. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.